Anh ạ. Anh xem hàng ạ? À? Chào em. Anh mua sỉ hay là mua lẻ? Để anh ngắm một tí. Anh cứ ngắm thoải mái đi. Hàng em và tươi ngon nhất ở đây rồi đấy. Thế... Ai ngon thế. Thế nhờ, nhà mình chỉ có ở chỗ này thôi hay là ở chỗ nào? Ôi anh còn nhiều không? Chứ. Tất cả chỗ này hàng em hết. Anh vào đây. Đây anh. Anh chốt loại nào em chọn cho. Bọn em có chính sách đổi trả trong 24 giờ. Uy tín luôn anh ạ. Quả nào quả nấy mờn mờn nhá nhỉ? Chuyện. Em có cái bảng giá không? Có ạ. À. Gửi anh. Giá lên xuống theo ngày anh ạ. Nhưng mà anh vào cửa hàng em thì yên tâm rồi. Tại vì bình ổn nhất ở đây đấy. Cảm ơn em. Thế anh chốt loại nào ạ? Để anh suy nghĩ một tí. Nếu mà anh bận quá ấy, em ship tận giường cho anh luôn cũng được. Tận giường á? Vâng. Luyến đùa duyên dáng quá cơ. Cô anh biết em à? Luyến vừa xinh lại vừa duyên dáng thế này, ai mà chả biết. Anh thông cảm, bọn em ở đây bố bà đùa cợt được quen rồi. Ý em là anh bận thì em có thể ship đến nhà cho anh cũng được. Anh cứ mua trên bao thùng là mình được phơi di ship, không mất tiền vận chuyển anh ạ. Em gửi anh. Được gặp Luyến, được nói chuyện với Luyến, anh thấy trong lòng nó cứ thoải mái lắm cơ. Cái quả này ăn thử được không? Ôi ăn thật luôn đi anh. Em mời anh. Anh ăn đi. Ôi dồi ôi. Trắng nõn nòn, nuốt nuột. Em bảo anh rồi mà. Múi thì dày nhá, nhiều nước nhá, mỏng mà đều răm tóc thế này không à. Chắc là ngọt lắm đấy. Anh làm tí đi. Thử nhá. Ngọt lắm. Em bảo anh thì mà. Thế thì cho anh 2 thùng này đi. Anh lấy thêm 1 thùng nữa đi, cho là 3 thùng, được miễn phí ship. 3 thùng, vấn đề gì. Cảm ơn anh.